chào bạn. Trên tay mình hiện là chiếc laptop Dell Inspiron 7559 7000 series mới nhất của Dell. Mang trong mình sức mạnh của dòng vi xử lý hệ thứ 6 của Intel, đó là dòng Skylake. Với một tư cách là người dùng thì mình cảm giác cầm máy khá là nặng trong việc sử dụng chiếc laptop này. Máy có màn hình là 15.6 inch. Độ dày của máy cũng rất là tương đối. Chất liệu chính của máy làm bằng một chất liệu nhựa cứng, với cạnh mặt trên được làm bằng chất liệu nhựa mịn. Ở đây vẫn bám vân tay, nhưng chúng ta có thể dễ dàng là lau sạch vân tay đi. Mặt đáy của máy làm bằng một chất liệu nhựa sần với các giải loa tản nhiệt ở phía dưới. Về phần giao diện của người sử dụng, ở đây chúng ta có một bàn phím chiclet, touchpad rất là lớn dạng clickpad. Cái phần để tay người dùng cũng được làm bằng một chất liệu nhựa mịn, bám vân tay nhưng dễ dàng lau sạch được. Bàn phím độ nảy rất là tốt, khoảng cách giữa các phím hợp lý để rất thuận tiện cho chúng ta gõ văn bản. Đối với màn hình 15.6 inch, chúng ta có một dãy phím số dọc ở phía bên phải của bàn phím. Loa ở đây cũng được trang trí bằng các họa tiết chấm bi màu đỏ, tăng độ chi tiết cho sản phẩm. Và ở đây là công nghệ loa, là sử dụng công nghệ Waves Max Audio cho chất lượng âm thanh khá là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là máy đầy đủ tất cả các cái cổng kết nối, như là vị trí lắp quá dây bảo vệ, một cổng LAN, một cổng HDMI và một USB 3.0 và vị trí đọc thẻ nhớ SD. Và bên này thì chúng ta có một cổng nguồn, một dẫn tản nhiệt ngang. Máy đã có dẫn tản nhiệt phía sau rồi nhưng vẫn có dẫn tản nhiệt ngang. Hai cổng USB và một jack tai nghe chuẩn 3.5. Cấu hình cụ chính của máy là dòng Core i5-6300HQ 4 nhân và xung nhịp là 2.3GB. Ổ cứng của máy là ổ HDD 1T. Nếu các bạn nào có điều kiện thì có thể nâng cấp lên ổ SSD để cho tốc độ xử lý của máy sẽ càng nhanh hơn. RAM của máy là 8GB. Chúng ta có thể thoải mái sử dụng với RAM 8GB này để chơi game cũng như là các phần mềm xử lý hình ảnh và là lập trình. OS của máy là sẵn Windows 10. Pin là 6 cell. Màn hình của máy là 15.6 inch và độ phân giải là Full HD. Ở đây game thủ chú ý là chúng ta có một cạc màn hình cạc rời, đó là NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB, rất là đủ để chúng ta chơi các game cấu hình nặng. Đó là phần đánh giá tổng quan về chiếc laptop Dell Inspiron 7559 7000 series mới của Dell. Xin chào, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn.